ta từ rồi. Bình tĩnh rồi. Chị rớt trước á. Kêu người làm nhiều tới cho nó đã. Hy vọng là thất vọng đi. Cái này không biết đường đâu lặn, đánh số hay xui. Có mừng có thôi chứ. Đúng buồn luôn. Sẽ không gì đâu. Giọng
Đúng rồi đó. Văng lung tung. Em quay đi. Đừng có xóa cái mà chị mới quay. Là chị ngu luôn á, chửi luôn. Thôi chắc quay hết cái này là xong rồi. Mình cũng muộn quá. Khó. Kiểu là bị khô á. Nó lên đi đây nói lên qua nửa luôn em mầm luôn em ghé. Em về quê à? Hãy xử lý hết rồi. À em coi cái này coi ở đèn nó hết chưa, ngày hết giờ với em tháo luôn. Răng hồi nãy giờ mình lau rồi ta, mình được mấy phút rồi hả? Xong hồi nãy chắc mới bỏ đèn vô. Em tháo được rồi à, để cho chị em tháo nước rồi. Là đường em nói là đường gì em ấy? Đường Bình Đăng có Giống mua mắm bà Cẩm hả? Mua để bán à? Mua cho ai? Nào là thế Họ nào? dặn cái kia mấy người của em cứ dặn dặn nói người đi nhé, kia lời mấy gì là bất kỳ Bà Sáu là lấy mùi ra đấy này. Điền vô, họ nói họ đồng họ gửi đến cho. Vậy họ thuê, họ lại nhớ cái thằng kia đã thuê người trở lên rồi, mình chỉ có mà chạy được ra đi cái chạy thùng nước mất trăm nghìn rồi. Chẳng nguyên hả? Chứ nếu nó rẻ thì mình cứ được. Chẳng nguyên thì mất tiền 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 lời. Để coi nè, coi cái chỗ
Hai bác nói giùm hay là bác cho khoai hay đi kia mà còn buồn có hang để bán. Mấy người thì có ai chờ chị nữa không hay là hết rồi? Hết khách chờ rồi đúng không? Trời ơi, muộn chỗ này mà không biết đường.